Xin chào các bác, em giới thiệu các bác con máy lọc khí Daikin Vầng Trăng, một cái mẫu lọc khí mà bán cực chạy, lọc rất hiệu quả, mẫu mã đẹp, giá thành thì cũng hợp lý vừa phải. Cái chiếc này thì em báo giá luôn là bên em bán là 3 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000 các bác nhé, bác nào mà chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc luôn. Máy đã đấu pin áp điện 220V rồi, bên mạch tất cả trong nguyên zin, bên mạch không sửa chữa gì các bác nhé, bảo hành cho các bác là bên mạch nguyên. Đây là số điện thoại bán hàng bên em, có hai số, hai kênh YouTube. Các bác xem YouTube thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn like ủng hộ bên em nhé, và để có những cái sản phẩm gì mới thì tự động sẽ báo lên kênh YouTube của các bác. Đầu bên áp điện 220V, giá bán 3 triệu, mã số 1. Hình thức còn khá là đẹp các bác này. Đấy. Vỏ viếc trắng trẻo, đẹp dai. Đấy. Cái mẫu này mà tại sao lại bán được nhiều? Đây, các bác. Con này nó có cái hay ở cái là để nó có hai cái cột lọc tĩnh điện hai bên này các bác này. Đấy. Để và mà bụi đi vào lọc vào cái màng HEPA này thì nó phải đi qua hai cột lọc tĩnh điện này, làm cho bụi nhiễm điện và bám tốt hơn vào bề mặt này. Đấy. Khử khuẩn. Đấy. Nấm mốc. Công nghệ timer. Cái bọn này nó có 5 công nghệ lọc các nhé. Một là cái này này, hai cột tĩnh điện này, hai là màng thô này. Đấy. Ba là màng HEPA, màng HEPA thì em thay mới rồi. HEPA thay mới tinh rồi các bác nhá. Trong là màng than là 4, 5 là timer. Đấy. 5 công nghệ khử khuẩn cho con máy lọc khí Daikin. Trên này thì các bác sẽ nhìn thấy là có cái nút này có số 2 là bấm từng lần một là tắt bật ánh sáng này, còn giữ 2 giây sẽ là khóa trẻ em nhé. Hẹn giờ tắt này, chế độ lọc nhanh trong 1 giờ, hẹn giờ bật này. Yeah. Eco, chế độ lọc khí nhanh, liên tục. Tắt bật ion, chế độ buồn. Các tốc độ lọc khí nhanh chậm tự động. Đấy. Hình thức đẹp. Máy hình thức này. Bên này là phần bình nước bùa. Màng tàu ẩm còn rất là mới này các bạn này. Đẹp này. Yeah. Một con Daikin Vầng Trăng rất đáng để mua. Năm sản xuất 2014 ạ. CK70 75W. Series máy là 9725. Yeah. Hình thức còn khá là đẹp. Bác nào chốt trước này alo cho em nhé. Máy được bảo hành 12 tháng. Cảm ơn các bác.